Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho anh chị và các bạn cách xử lý tôm bị công thân đục cơ trong giai đoạn tôm dưới 45 ngày tuổi. Trong giai đoạn này tôm nó dễ xảy ra cái tình trạng công thân đục cơ. Nó ảnh hưởng do từ nhiều yếu tố. Trong cái giai đoạn này tôm nó đang hoàn thiện tất cả các quan nên rất là nhạy với cái yếu tố môi trường. Bà con nuôi chúng ta hay gọi là tôm sức đề kháng còn yếu. Cái nguyên nhân của công thân đục cơ là thứ nhất yếu tố môi trường. Nhiệt độ thay đổi lớn giữa ngày và đêm, mưa nắng thất thường, thiếu khoáng đa vi lượng, nó cũng xảy ra hiện tượng công thân đục cơ. Mật độ nuôi quá dày, hàm lượng oxy thiếu thì nó cũng xảy ra hiện tượng công thân đục cơ. Hay là quá trình sang chiết ao, nó cũng xảy ra hiện tượng công thân đục cơ. Ngoài ra nó còn có bệnh đục cơ do virus gây ra. Hôm nay mình ghé thăm farm ở Cà Mau. Ao này nó được 2-3 ngày tuổi. Trong cái giai đoạn mưa nắng thất thường dài mà tôm với lại cái độ mặn nó thấp mà tôm nó phát triển dài là tương đối tốt đúng không con? Đấy, 2-3 ngày nhưng mà tôm tương đối tốt. Nhưng tôm này nó đang bị cái hiện tượng là đục cơ, đục cái đốt sống giữa. Đó, bà con chúng ta để ý ha, nó đang bị trắng cái đoạn giữa. Cái ao này mình xác định cái nguyên nhân là nó bị đục cơ do cái yếu tố môi trường. Giải pháp của ao này, thứ nhất là ta hạn chế dở nhá vào lúc trưa nắng. Khi thăm nhá thì ta phải dở từ từ lên, không dở được, không được dở lên khỏi mặt nước để tránh cái hiện tượng tôm nó bị đục cơ. Cái thứ hai là ta bổ sung khoáng tạc MK79 vào trực tiếp vào trong nước lúc tối 7 tới 10 giờ. Lưu lượng là 1 lít cho 1.000 mét khối nước, đánh liên tiếp 3 đêm, sau đó tôi đánh lại định kỳ từ 3 đến 5 ngày. Đánh một lần tùy theo hiện trạng cụ thể của ao. Thứ ba là trộn vào thức ăn cho tôm ăn trực tiếp. Silen 5 g cho 1 kg thức ăn, Premix Hooker 5 g cho 1 kg thức ăn, cho ăn 1 ngày 2 cữ. Ăn liên tiếp cho đến khi tôm nó hết cái hiện tượng đục cơ. Ta cho ăn vào cữ sáng và cữ tối. Đối với nhân ao mà ta cho ăn liên tiếp 3 ngày mà nó không hết cái đục cơ thì ta phải đánh silen trực tiếp vào trong nước một gói 500 g cho 1.500 mét khối nước. Ta đánh liên tiếp 2 đêm thì nó sẽ giảm được cái công thân đục cơ. Còn cái phòng ngừa tôm bị công thân đục cơ thì ta trộn cho ăn silen và Premix Hooker, trộn cho ăn định kỳ và bổ sung khoáng MK79 định kỳ vào trong nước thì nó sẽ không xảy ra cái hiện tượng mà đục cơ do cái môi trường. Ao này á là đáy 2007, không chạy oxy, chỉ chạy quạt. Bố trí là 8 dàn quạt đó bà con. Hiện tại là chạy 6 dòng. 4 dàn ở góc và 2 dàn ở giữa. Nước màu trà rất là đẹp, ổn định. Đang xài cái bộ ba vi sinh của công ty Minh Khang là men MK Pio Bắc và MK07. Nó xài cái bộ ba vi sinh này nó ổn định được cái màu nước, luôn luôn là nó giữ cái màu trà, không có tạo tảo, nó không có mà biến đổi quá nhanh, do đó nó ổn định được cái màu nước, ổn định được cái pH, tôm nó mới phát triển nhanh và ăn mạnh được. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các anh chị và các bạn thấy video này hay, hãy chia sẻ, đăng ký và ủng hộ kênh công ty Minh Khang. Nhớ bấm vào nút chuông thông báo để nhận được video sớm nhất khi công ty Minh Khang đăng video mới. Còn trong quá trình nuôi, các anh chị có thắc mắc gì, vui lòng comment bên dưới video hoặc liên hệ vào hotline 0985 029 029. Xin cảm ơn.